Rồi, chào anh em buổi chiều nha. Coi như là buổi sáng rồi là ba anh em đã dùng hết sức lực để mà di chuyển được cái trụ táo này về nè. Khá là khủng nha. Đó. Nhìn là hết dinh nổi rồi nhưng mà hên. Gặp cái anh ảnh đi bắt ong. Mình qua mình bắt ảnh luôn. À, bắt ảnh dinh phụ vô nè. Thấy vô nổi chứ thấy là lơ rồi đó. Khá là khủng nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình cố định vị trí, mình dùng bộ 6 để mình dâm để chiếc ba chi rất là lớn.
cũng đã tiến hành cắt chát keo bị tiết và liền sẹo lại rồi. Giờ mình hoành khá lớn nha, đây là nó hai lên hai cái chi luôn đó, một gốc mà nó lên hai cái chi lớn luôn. Đây là chi chính nè, kia là chi phụ nè. Chi chính mà khi mà bị gió lùa nó ngã vô hướng đường đó, thì cái đầu nó lên một cái chi phụ nè, chi phụ ngay chân của mẹ mình đó, chi này chi phụ nè. Đó, mình chừa lại một cái nhánh khỏe đó. Đây cũng vậy, nó hai cái vòng cung mình chừa lại đó, mình sẽ trồng giống như cái vị trí mà lúc mình di chuyển vô đó. Đây là khá lớn nha anh em, không ngờ luôn, mình không ngờ là mình di chuyển được vào trong đây luôn, rất là nặng. Bây giờ mình sẽ tiến hành bôi keo Mỹ ra, liền sẹo tiếp. Chiên xuống đi rồi bao keo, chiên xuống đi, chiên xuống rồi lăn rồi đó, dập mấy kia nữa. Lấy xong bôi keo mấy kia này cắt. Hỏi bán nhiều hả? Hỏi có bán không? Dập mà cắt vô chút cắt, cái đó đứng ở trên mà. Nó như nhái như tập game vậy mà dinh cái hàng vô. Rồi bấm nút đỏ. Dừng.